Xin chào các bạn đang đến với câu chuyện kiều ngạo của tác giả Puchit tập 54. Ăn gì? Lão Tiêu hỏi, xem thực đơn đi. Không cần, Lâm Vô Ngưng nói, anh vừa ăn gì thì gọi thêm cho em hai phần. Hai phần cháo thịt nạc trứng muối, Lão Tiêu hỏi. Đưa em thực đơn, Lâm Vô Ngưng nói. Hai ngày vừa rồi đi đâu chơi đấy? Lão Tiêu đưa thực đơn cho anh, công viên khu trò chơi. Lâm Vô Ngưng mở thực đơn. Đáng lẽ hôm nay sẽ tới vườn bách thú nhưng lại bị anh gọi tới đây. Vườn bách thú đi lúc nào mà chẳng được. Lão Tiêu nói còn tiền thì không phải lúc nào cũng kiếm được. Lâm Vô Ngưng cười rồi gật đầu. Vậy cũng phải xem là đi cùng với ai. Trước khi chưa gặp Đình Tế, nhân việc kiếm tiền đều xếp trước việc lên lớp học của anh. Việc hôm nay yêu cầu không cao, có thể quay được cảnh tượng theo yêu cầu là được, nhưng cũng rất mệt. Vào những ngày thế này sẽ không có nơi nào ít người cả, huống hồ bản thân anh tới quay người cho nên cũng phải tìm một nơi trống trong đám người. Chỉnh thử thiết bị, thử bay chính thức, tất cả các bước đều có người lại xem. Lâm Vô Ngừng không quan tâm tới việc bị người ta nhìn, nhưng bị nhiều người vây quanh như vậy anh cũng thấy có chút phiền. Hôm nay anh đội mũ lưỡi chai kéo vành mũ xuống rất thấp, nhưng vẫn có người suýt chút nữa đã chọc điện thoại vào mặt anh để chụp ảnh. Tuy rằng có thể hiểu được giờ điện thoại lên chụp thì đã thành thói quen của khách du lịch, khi quay căn bản cũng không suy nghĩ gì. Anh quay đầu hung hăng chừng mấy cái, mượn vẻ mặt của Đình Tế, không biết là có giống hay không. Quay một vòng từ bắc sang đông rồi quay lại. Lão Tiêu ngồi xuống bên cạnh ôm cái notebook. Lát nữa thiết lập lại đường quay, khoảng tầm nửa giờ nữa là có thể quay xong. Vâng, Lâm Vô Ngưng đáp lời lấy điện thoại ra nhìn. Có tin nhắn của Đình Tế gửi tới, anh lập tức mở ra. Đình Tế gửi tới mấy tấm hình cấu trúc. Nhìn này, siêu siêu đáng yêu quá mẹ ơi. Lâm Vô Ngưng không nhìn được bật cười, nghe dòng điều này của Đình Tế cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt của cậu. Không đáng yêu bằng gà con. Anh trả lời xong rồi đợi một lát, Đình Tế không trả lời này nữa. Có lẽ là ở chung với mọi người không tiện, nên cậu bỏ điện thoại vào túi. Con mẹ nó, Lưu Kim Bằng cầm điện thoại của Đình Tế xoay 8 vòng tại chỗ còn chưa dừng lại. Mẹ đó, biết ngay mà, tao đã biết từ sớm rồi thì mới phải, đậu má. Đình Tế ngồi trên chiếc ghế dài quay đầu nhìn ông bà nội vẫn còn đang nghiêm túc nghe bé đầu xanh đọc chữ trên biển thuyết minh, giới thiệu cấu trúc nhỏ cho mọi người. Cậu quay đầu, đưa điện thoại cho tôi. Được cái mong, Lưu Kim Bằng lùi về sau mấy bước, cầm điện thoại lên lắc lư mấy cái, sau đó chỉ vào cậu. Con mẹ đó, mày có biết tại sao tao lại tức giận như vậy không? Đình Tế nhìn Lưu Kim Bằng phun ra từng giọt nước bọt phẫn nộ dưới ánh mặt trời thở dài. Tao biết, vậy mày nói thử xem. Lưu Kim Bằng cũng chừng cậu, tao không nói cho mày. Đúng, Lưu Kim Bằng thu về, lại hùng hăng vọt tới trước mặt cậu, dùng sức chỉ vào cậu. Đúng, mày chuyện lớn thế này không nói với tao. Đồ chó, anh em tốt kế mong. Đình Tế vươn tay đập vào cổ tay cậu một cái, lấy điện thoại của mình về. Muộn rồi, có cướp được về thì cũng muộn rồi, mày có biết không? Lưu Kim Bằng khom lưng phẫn nộ hét vào mặt cậu. Con mày nó, tao thấy cả rồi, tao hiểu hết rồi. Ngồi xuống, Đình Tế nhìn cậu ta. Không ngồi, Lưu Kim Bằng vỗ mông mình. Có gai, mông ta có gai, mày có biết không? Mày muốn cả nhà tao để biết cả hả? Đình Tế nói, phải mày qua hết luôn cho bà nội tao nghe đi. Lưu Kim Bằng khựng lại, đặt mông ngồi xuống bên cạnh cậu, rít một từ khe qua khe răng. Địch, bằng bằng. Đình Tế ôm lấy vai của Lưu Kim Bằng. Phản ứng này của Lưu Kim Bằng khiến cho cậu còn cảm thấy áp lực hơn khi đối mặt với cô út. Xin lỗi mày nhé, tao nên nói với mày ngay từ đầu. Bây giờ đó thì có ích gì, dù sao cũng không nói cho tao ngay từ đầu. Lưu Kim Bằng rầu rĩ nói. Ta đã nói mà, hai đứa mày sao lại tốt với nhau như vậy? Tại sao lại tốt với nhau như vậy chứ? Nếu như tao không đúng lúc nhìn thấy tin nhắn buồn nôn này của chúng mày, không biết tao bao giờ mới nhận ra. Mày nói thật đi, có phải là Lâm Vô Ngưng quyến rũ mày trước không? Mày bình tĩnh chút đi. Đình Tế nói. Bình tĩnh cái gì được? Lưu Kim Bằng để thấp giọng. Mày có biết chuyện này là thế nào không? Mày có biết qua bao nhiêu người nhìn thấy đàn ông thanh tú một chút sẽ mắng chửi người ta là ẻo lả không?
Huống hồ còn là nếu mày có bị người khác mắng không, có bị người ta bắt nạt không? Khi Đình Tế kinh ngạc phát hiện ra vành mắt Lưu Kim Bằng đỏ ửng rồi, cậu vội vàng nắm khuôn mặt Lưu Kim Bằng chỉ vào cậu ta. Mày đừng có khóc, mày dám khóc tao dám đánh mày tới lúc không khóc nổi nữa thì thôi. Tao không khóc, Lưu Kim Bằng quay mặt qua thở dài. Tao chỉ kích động quá thôi, chuyện này quá bất ngờ, tao cũng không biết mình định nói gì. Bằng Bằng, Đình Tế nhìn về phía bên kia, có lẽ bế đầu xanh sắp đọc xong rồi, cậu đứng dậy, đá chân Lưu Kim Bằng. Đi qua đó trước, chuyện này tao sẽ từ từ nói với mày. Lưu Kim Bằng cũng rầu rĩ đồng ý đứng lên. Mày bình thường chút đi, Đình Tế nói không bình thường được thì nói hai chúng ta cãi nhau. Biết rồi, Lưu Kim Bằng nói, hai thằng chúng ta đã chơi với nhau bao năm, tao là người không đáng tin về sao? Đình Tế cũng vỗ vai cậu. Anh Bằng Bằng sao thế? Bé đầu xanh vừa nhìn đã nhận ra vẻ mặt của Bằng Bằng không ổn. Có phải là anh em bắt nạt anh không? Lưu Kim Bằng hừ lạnh một tiếng lườm Đình Tế. Đình Tế lập tức phối hợp. Được rồi đấy, còn chưa hết giận hả? Lưu Kim Bằng không nói gì, lạnh mặt quay đầu đi, nắm lấy tay bé đầu xanh. Đi, đi xem khỉ. Em vừa mới xem khỉ xong mà. Xem chó, Lưu Kim Bằng nói. Xem chó có thể xem dưới sân nhà. Bà nội nghe vậy cũng bật cười, vỗ vỗ Đình Tế. Sao hai đứa lại cãi nhau làm cho Bằng Bằng giận tới ngu người rồi. Không ai có thể nói gì bạn gái hờ của nó. Đình Tế bị một lý do nói dối. Bạn gái, Lưu Kim Bằng hét, hờ cái gì mà hờ, hờ cái đầu mày. Là bạn gái, cô út vội vàng dỗ, bạn gái sắp kết hôn rồi, ai nói là hờ được chứ. Cô út, cô ra qua đây. Lưu Kim Bằng nói, khi cô dỗ đầu xanh đều không dùng dòng điều này. Con bé không cần cô dỗ. Cả nhà cũng đều cười, Đình Tế cũng không nhìn được cười theo. Tuy vậy, Lưu Kim Bằng vẫn thật đáng tin. Cơn tức giận nửa thật nửa giả này rất phù hợp với tính cách từ bé tới lớn của cậu ta, không phá vỡ hình tượng. Bé đầu xanh thích vệt, nhìn chằm chằm khu vệt không đi. Đúng lúc mọi người cũng muốn nghỉ ngơi một lát, Lưu Kim Bằng kéo Đinh Tế qua một bên, nhìn chằm chằm cậu. Thật sao? Hả? Đinh Tế sửng sốt, không phải mày và Lâm Vô Ngân hợp sức nhau lừa tao đấy chứ? Lưu Kim Bằng nói, ta nói nhé, nếu như hai người hợp sức lừa tao so với việc hai người thì càng nghiêm trọng hơn đấy, có biết không? Là thật, Đình Tế nói, được rồi, Lưu Kim Bằng bảo, tao suy nghĩ rồi cũng có thể là giả. Bằng Bằng, Đình Tế nhìn cậu ta, mày có gì muốn nói thì nói thẳng đi, không sao. Vậy tao tỏ thái độ trước, Lưu Kim Bằng nói, tao không tiếp nhận nổi loại chuyện này, nếu có thằng con trai nào nói thích tao, có lẽ tao sẽ đánh nó. Đình Tế không nói gì, chỉ cảm thấy ngực mình như bị nghẹn. Nhưng mày là anh em tốt của tao, tao đành chấp nhận. Không chấp nhận được thì cũng phải chấp nhận. Lưu Kim Bằng nói, tao biết Lâm Vô Ngân là một người rất ưu tú. Mày thích cậu ta cũng thích mày. Tao nghĩ lại cũng không thấy có gì kỳ lạ cả. Đều thông minh, đều là học bá. Cảm ơn, Đình Tế nói, cảm ơn Bằng Bằng. Nhưng hai người đừng quá trớn trước mặt tao. Lưu Kim Bằng nói, cái gì mà cầm tay hôn môi đừng làm trước mặt tao, tao sẽ mắng người. Bọn tao không có làm lỗ như vậy. Vậy được rồi, tao cũng không quản chúng mày được nhiều như vậy. Lưu Kim Bằng cũng cau mày, nhưng là mày, sau này người trong nhà biết thì phải làm sao? Định giấu mãi sao? Mày còn có thể biến lại không? Mày thích Lâm Vô Ngưng hay là thích đàn ông? Có lẽ là thích đàn ông. Đình Tế rất thẳng thắn, chẳng qua Lâm Vô Ngưng chính là người đầu tiên tao thích. Cảm nhận tình yêu cuồng nhiệt hiện tại, có lẽ sau này cũng không thể thích thêm người nào khác. Dù sao Lâm Vô Ngưng quá ưu tú, trong mắt cậu, anh gần như hoàn mỹ. Cậu không có cơ hội cũng không muốn có cơ hội đi thích người nào khác ngoài Lâm Vô Ngưng. Vậy người nhà thì phải làm sao? Lưu Kim Bằng khẽ hỏi. Tao, Đình Tế dựa vào thân cây bên cạnh, thực sự không biết. Từ sau khi bị Lưu Kim Bằng nhìn thấy tin nhắn trên điện thoại, Đình Tế rất cẩn thận khi gửi tin nhắn cho Lâm Vô Ngưng. Lưu Kim Bằng không phải là người cẩn thận, cậu ta tùy ý cũng có thể phát hiện ra, vậy tỷ lệ những người khác trong nhà liếc mắt nhìn ra còn lớn hơn nữa. Tuy rằng khi Lâm Vô Ngưng không bận rộn rất muốn nói với Đình Tế mấy câu, nhưng chỉ trong thời gian 2-3 ngày này, Đình Tế đã cảm mạo 2 lần.
Anh không thể mạo hiểm thêm nữa, nếu như đình tế còn cà mèo thêm một lần nào nữa, có lẽ cậu sẽ sụp đổ ngay tại chỗ. Lâm vô ngừng nhìn tin nhắn đình tế gửi tới trong điện thoại, đều là ảnh của mọi người, cũng không dám nói lời nào quá giới hạn, chỉ trả lời ha ha và hâm mộ ghê. Khổ thật, anh thở dài, đây là lần thứ tư rồi. Lão Tiêu ngồi xuống bên cạnh anh, đưa cho anh một chai nước. Cái gì lần thứ tư? Lâm Phổ ngừng cất điện thoại đi, nhìn đám người từ đằng xa. Lát nữa bọn họ quay nốt mấy cảnh cuối cùng, cũng tạm ổn có thể kết thúc công việc lấy tiền về nhà. Thở dài chứ sao? Lão Tiêu nói, vừa nhìn điện thoại vừa thở dài, nghe thảm quá. Lâm Phổ ngừng cũng cười không nói gì, quá thảm. Chưa xong hả? Lâm Phổ ngừng nhìn Lão Tiêu. Rốt cuộc mấy ngày này em đi chơi với ai? Lão Tiêu nói, theo lý mà nói em cũng không phải là người sầu não chỉ vì không được đi tới mấy khu thắng cảnh, phải là không thể đi chơi với người nào đó mới buồn bực thế này. Bạn của em. Lâm Phổ ngừng đáp. Người bạn trước đây ở chung với em hả? Lão Tiêu bật cười, đã nói không đơn giản vậy mà. Lâm Phổ ngừng cũng cười không nói gì. Lão Tiêu trầm điếu thuốc. Trẻ con tốt thật đấy, còn có thể có cảm xúc nhớ nhung. Anh không nhớ sao? Lâm Vô Ngừng hỏi. Đã sớm chẳng còn. Lão Tiêu nói, có thể ở bên nhau thì ở bên nhau, không được thì đổ vỡ. Qua 10 năm, 20 năm đã không còn tinh thần để nhớ nhung nữa. Những người hơn 30 tuổi như anh không nhớ nổi. Lâm Vô Ngừng nhìn hắn qua một lát mới mở miệng. Anh Tiêu, anh cho em hỏi một câu, nếu như cảm thấy không thích hợp, anh có thể coi em như chưa hỏi. Có gì mà không thích hợp chứ, hỏi đi. Anh đã nói với người nhà chưa? Lâm Ngô Vân hỏi về chuyện của anh. Nói rồi, Lão Tiêu nhả một ngụm khói. Sao nào, em muốn tìm kiếm kinh nghiệm, định nói với người nhà. Người nhà em biết rồi. Lão Tiêu quay đầu qua nhìn anh. Chẳng trách lúc trước em lại nói được nghỉ không về nhà. Trường hát chưa khai giảng em đã chạy tới đây. Không giống như chuyện này. Lâm Vô Ngừng nói, tình huống nhà em hơi khác. Ừ, Lão Tiêu cũng gật đầu không hỏi nhiều. Anh cứng với người nhà như thế này cũng đã gần 10 năm rồi. Bình thường không có chuyện gì lớn anh sẽ không về nhà. Lúc trước quan hệ của anh với người nhà có tốt không? Lâm Vô Ngừng hỏi. Chính là đứa con bảo bối có thể không tốt được sao? Sắp cưng chiều lên tận trời. Lão Tiêu cười. Có một số chuyện không chấp nhận được chính là không chấp nhận được. Những người không chấp nhận được vì yêu em lại càng không thể chấp nhận. Mở mắt nhìn em rơi vào vũng bùn có thể không cứu sao? Lâm Vô Ngừng cảm thấy như mình đang gánh vác thứ gì đó đè nặng tới mức anh không thở được. Bạn học kia của em, người nhà vẫn chưa biết hả? Lão Tiêu nói, anh cho em một đề kỵ, nếu hai đứa còn chưa tới mức không thể không nói thì đừng nói, còn có thể yên tĩnh được mấy năm. Bây giờ hai đứa còn nhỏ, cũng không ai quan tâm tới chuyện cả đời của hai đứa. Lâm Vô Ngừng cũng không nói gì. Hơn nữa anh nói một câu mất hứng nhé. Lão Tiêu nói, anh biết có thể ở bên nhau được bao lâu, ai biết cuối cùng có thể gánh vác được không? Lỡ như đột nhiên nghĩ thông suốt rồi muốn quay lại quỹ đạo ban đầu, làm tên cặn bã hãm hại cô gái nhà ai đó, vậy càng không đáng để bây giờ làm chuyện hao tâm tổn sức. Lâm Vô Ngừng cũng cau mày, anh đúng là rất biết cách làm mất hứng đấy. Lão Tiểu cũng bật cười, điếu thuốc chút nữa thì rơi xuống đất. Em đừng quan tâm anh chỉ bộc phát tình cảm thôi, ai ngờ chắc chắn sẽ trung thành với nhau. Lão Tiêu là một người chỉ cần có rượu là có chuyện xưa, nhưng Lâm Phổ Ngừng lại không có suy nghĩ tìm thấu hiểu những chuyện này. Chuyện xưa của Lão Tiêu chắc chắn là bi kịch, anh không muốn nghe. Bây giờ anh chịu ảnh hưởng từ đình tế nên rất mê tín, anh không muốn nghe những nội dung không tốt lành. Hơn nữa anh cũng không định để đình tế biết anh nói với Lão Tiêu những chuyện này. Đình tế muốn tự mình gánh vác, anh sẽ để đình tế tự gánh vác, không thể tăng thêm bất cứ gánh nặng và phiền phức nào cho cậu. Hôm mà ông bà nội và nhà cô Út chuẩn bị về, Lâm Phổ Ngừng cảm giác cả người đình tế thả lỏng hơn rất nhiều, thậm chí còn hơi tung tăng. Lâm Phổ Ngừng không thể không nhắc nhở cậu. Cậu đừng có quá vui, làm gì có cái kiểu ông bà sắp phải về, sắp chia tay rồi mà cậu còn vui vẻ thế này. Tôi rất vui sao? Đình tế nhìn anh. Lát nữa tôi lấy điện thoại chụp lấy một tấm cho cậu xem. Lâm Phổ Ngừng nói là rất vui đó. Đình tế sờ sờ mặt của mình. Có lẽ là không cần lo lắng lộ tẩy ở chỗ nào. Mấy ngày nay tôi thực sự đã lo lắng yên không yên rồi. Cũng đúng,
Lâm Vô Ngân cũng như vậy, nhận việc xong quay về anh cũng không đi chơi cùng nữa, chỉ sợ nhất thời không chú ý làm động tác quá trớn khiến người khác nhìn ra. Cộng thêm việc Lưu Kim Bằng cũng biết rồi, còn rất không hài lòng. Lâm Vô Ngân sợ đi sẽ khiến cho cậu không tự nhiên, còn lộ gì với Lưu Kim Bằng nữa, thực sự là không còn chỗ nào để nói. Cô Út gọi điện thoại tới cho Đinh Tế cầm điện thoại lên, liếc nhìn qua Lâm Vô Ngân. Tôi tránh đi. Lâm Vô Ngân đứng dậy, cậu nghỉ đi. Đinh Tế giữ anh lại cầm điện thoại ra ngoài ban công. Tôi ra phòng khách nói chuyện với bọn họ một lát. Đinh Tế gật đầu đi tới ban công đóng cửa lại ấn nghe. Cô hả? Đã đi ngủ chưa? Nghe giọng của cô Út hình như không ở phòng ngủ. Lát cháu mới ngủ. Đinh Tế nói cô đi dạo hả? Ừ. Cô Út cười, khu nhà này thoải mái thật, có nhiều cây này, hoa cỏ này, ngày nào cô cũng xuống đây đi dạo. Chú không đi cùng với cô hả? Nói thừa, cô Út trả lời, anh ấy thì cô gọi điện thoại cho cháu kiểu gì? Đỉnh Tế chống lan can ban công nhìn xuống dưới. Hôm nay đã có nhiều bạn học quay lại trường, dưới tầng lúc nào cũng có người di chuyển tới lui. Ký túc xá của bọn họ trừ Hồng Đại và Hà Gia Bảo ra thì cũng đã về cả rồi. Lúc này phòng khách cũng đang rất ồn ào, có cảm giác như dần dần rơi về thực tế. Cô chắc chắn sẽ giữ mặt chuyện này, đầu xanh cũng không nói với bất cứ ai, hơn nữa nó cũng không coi là chuyện gì lớn. Cô Út nói cháu cũng đừng lo lắng với chuyện này. Vâng, Đình Tế trả lời, nhưng mà bản thân cháu cũng phải nghĩ lại rõ ràng. Cô Út khẽ nói, đây cũng không phải là chuyện đơn giản giống như chuyện yêu một cô bé nào đó. Cháu biết rồi. Đình Tế cũng gật đầu. Cô ấy à, không hiểu mấy thứ này lắm, cũng không biết rốt cuộc tại sao lại như vậy, tại sao bọn cháu lại không giống như những đứa trẻ bình thường. Nhưng cô biết chuyện này không phải là chuyện xấu, cô đã lén cha rồi, cũng không phải là bệnh tâm lý nào cả. Cô còn tra những thứ này sao? Đình Tế hơi buồn cười, nhưng mối lại chua xót. Cô hỏi cháu là được rồi, trước kia cháu đã từng tra rất lâu. Cô phải tự kỷ mình kiểm tra từ phán đoán, lỡ như thực sự là không phải là chuyện tốt, chẳng phải lại bị cháu lừa sao? Cháu có thể lừa cô được sao? Đình Tế cũng hít cái mũi. Cháu lừa cô cũng không ít đâu, có người nào trong nhà mà cháu không lừa đâu. Cô Út cũng ghét bỏ nói, từ bé tới lớn đầu óc của cháu đều dùng vào những thứ này. Đình Tế cũng bật cười. Tiểu Tế, cháu là một đứa trẻ thông minh. Bình thường tùy tiện ra cái vẻ không đứng đắn, nhưng cô biết cháu là một người đáng tin, cũng có suy nghĩ của riêng mình. Chuyện của bản thân cháu từ trước tới giờ cháu đều tự làm, cho nên cô cũng không định nói gì cả, chỉ muốn nói với cháu nhất định phải nghĩ rõ ràng cháu có muốn nói hay không, muốn nói lúc nào, muốn nói thế nào thì cháu bàn bạc với cô trước là được nhé. Cháu biết rồi. Bình Tế nói, cô yên tâm đi, vẫn còn chuyện này nữa. Cô Út cũng hơi do dự. Chuyện đó ấy, cô cũng không biết phải nói thế nào. Cô cũng không rõ rốt cuộc là chuyện gì. Chẳng qua người trẻ tuổi yêu được bây giờ cũng đều rất cởi mở, nhưng mà hai đứa đều là nam. Cái đó... Cô Út... Bình Tế phản ứng lại, nhất thời cảm giác giống như bị quăng vào phòng hấp cách thủy, đầu óc nóng cả lên. Cháu biết mà, chưa tới mức đáy, chưa tới. À, được rồi, cô biết rồi. Cô Út liên tục một chối, chưa tới là được rồi, nhưng nếu mà tới rồi, tới mức ấy rồi, xử lý. Cháu biết rồi, cô đừng nói nữa, cháu biết rồi mà. Bình Tề cũng sắp muốn quỳ xuống. Không nói nữa, cháu coi như cô chưa nói, cô hoàn toàn không muốn nói. Ôi, cô thật là, được rồi, không nói nữa, cô đi mua chai nước lạnh uống, không còn việc gì khác nữa rồi, ngày mai cháu tới tín là được. Vâng, Bình Tề đáp lời. Ngày mai Lâm Vô Ngân đi cùng sao? Có đi, Đình Tế nói, còn mua chút đồ cho mọi người mang về. Đứa trẻ khách sáo này, vậy được, mai gặp cô cúp máy nhé. Lữ Nhạc theo lệ cầm một đống đồ ăn quay lại. Khi Lâm Vô Ngân lấy cho mình và Đình Tế hai gói vào trong phòng, đúng lúc Đình Tế đi từ ban công vào. Ăn không? Lâm Vô Ngân lắc lư túi trong tay. Cậu ăn đi, Đình Tế nói. Tối nay tôi ăn nhiều quá rồi, bây giờ tôi còn muốn ở ra đây. Lát nữa tôi ăn. Lâm Vô Ngân đặt đồ ăn cẩn thận. Hôm nay tôi cũng ăn không ít. Có ngày nào mà cậu ăn ít chứ? Đình Tế cũng cười. Hôm nay cậu mời hay là Hứa Thiên Bác mời?
Tôi mời. Lâm Phù Ngân nói mẹ cậu ấy cho cậu ấy một đống tiền tiêu vặt, chỉ sợ cậu ấy đói chết ở trường. Kỳ thực cậu ấy chơi game cũng kiếm được không ít, mẹ cậu ấy còn không tin. Cậu kiếm được nhiều tiền như vậy, mẹ cậu cũng không tin sao? Tôi không dám thì ấy, tôi có bao nhiêu tiền? Bình tế không nói gì thêm nữa. Nói chuyện với cô Út vẫn ổn chứ? Lâm Phù Ngân hỏi. Dặn dò học tập thật tốt, ngày ngày tiến bộ, rất tốt. Lâm Phù Ngân cũng gật đầu, không đợi nói thêm gì. Bình tế đã ra khỏi phòng, tới phòng khách nói chuyện với mọi người. Đình Tế không muốn nói, anh đương nhiên sẽ không hỏi, nhưng mà nhìn cảm xúc của Đình Tế vẫn ổn, anh cũng yên tâm. Mọi người ở ký túc xá quay lại, những ngày tháng êm đêm xanh ca của bọn họ cũng đã tạm dừng lại. Tuy rằng cảm thấy cũng không làm ra động tĩnh gì lớn, nhưng dù sao cũng chột dạ, lỡ như hai người hưng phấn kêu lên cái gì đó phải quá thảm. Mấy ngày vừa rồi, hai người bọn họ cũng rất mệt, được dịp nằm xuống giường ngủ sớm một chút. Tối nay Lâm Phù Ngân không tập võ, cũng không nhảy giường, ngủ một giấc tận tới sáng. Báo thức ở điện thoại kêu hai lần mới nghỉ dừng lên, kéo Đình Tế còn đang méo miệng ngủ mơ. Đình Tế trên đường đi thì vẫn ổn, nhưng khi tới sân bay rồi lại không ổn, mắt lúc đó bình thường một lát lại đỏ. Lâm Phù Ngân muốn an ủi nhưng lại không biết nên an ủi như thế nào mới giống như phạm vi bạn bè bình thường. Dù sao Lưu Kim Bằng cũng là anh em tốt của Đình Tế, cũng không an ủi gì cả, chỉ nói một câu, năm mới lại về nhà. Anh chỉ đành nói đúng vậy. Lưu Kim Bằng gật đầu nhìn anh. Hôm nay vừa gặp mặt, trong ánh mắt Lưu Kim Bằng nhìn anh luôn mang theo khí chất của một nhà nghiên cứu, khiến cho anh luôn cảm thấy mình có cảm giác sai lệch giống như là đã cướp bạn gái của Lưu Kim Bằng. Tiến tất cả vào lối kiểm tra an ninh, lại đi theo tới khi không còn thấy gì nữa, Lâm Phù Ngân mới thở phào một hơi, vươn tay ôm lấy vai Đình Tế. Không sao chứ? Không sao. Đình Tế lào lùng tùng trên mặt, bạn ấy đột nhiên có chút luyến tiếc, còn cảm thấy hơi có lỗi với ông bà. Lâm Phù Ngân thay Đình Tế nói xong lời này. Mấy ngày này cảm xúc của Đình Tế đều mắc kẹt ở đây, có đôi khi quên mất thì lại đỡ hơn một chút, chỉ cần nhớ ra lập tức lại tụt xuống 100 mét. Lâm Trạm mang con chó về nhà rồi. Lâm Phù Ngân nói có thời gian thì chúng ta thăm nó. Vậy đi thôi, Đình Tế nói. Cảm giác đã lâu lắm rồi chưa thăm con chó, xem video thấy nó lớn hơn nhiều rồi. Có phải lần trước Lâm Trạm nói nó bị bắt đầu cứng lông rồi, nếu không vuốt ngay sau này con ấy không vuốt được lông tơ nữa. Lâm Phù Ngân cũng bật cười. Sở thích gì kỳ lạ vậy? Vậy ngồi tàu điện qua đó luôn nhé. Đình Tế gật đầu. Không có người nhà ở bên cạnh, lại không ở trường, xung quanh đều là người không quen biết. Lâm Phù Ngân cảm giác như Đình Tế càn rỡ hơn rất nhiều. Cũng không biết có phải là mấy ngày nay bị nghẹn không, dọc đường đi cậu đều chen đi với anh. Sau khi lên tàu điện ngầm, trực tiếp dựa vào sau anh, cúi đầu gác lên vai anh. Lần này có lẽ mọi người chơi rất vui nhỉ? Lâm Phù Ngân hỏi. Đình Tế gật đầu, về nhà là chém gió với hàng xóm cả dãy phố. Cháu trai bảo bối mời bà đi du lịch, ở căn phòng lớn ngày nào cũng ra ngoài chơi, ăn nhà hàng cao cấp, cháu trai còn quen biết rồng, gọi xe riêng tới đưa đón, còn có cả lái xe. Tôi nói với cậu bà nội có thể chém gió tới năm mới, khi về mang cho bà ít quà với lì xì, bà còn có thể chém tới cả tháng riêng. Lâm Phù Ngân cũng cười không nói gì, cố gắng để bà vui vẻ một chút, ai biết được sau này sẽ thế nào. Đình Tế cũng nhỏ giọng, có thể thế nào chứ, mau phỉ. Phỉ phỉ phỉ, Đình Tế phỉ mấy tiếng sau lưng anh. Bắn cả nước bọt lên quần áo tôi rồi hả? Lâm Phù Ngân nói. Đình Tế cũng rầu rĩ, cậu có ý kiến sao? Không ý kiến, anh gà giỏi thật. Đình Tế ở phía sau cứ cười mãi. Tới nhà Lâm Trạm rồi, còn chưa ấn chuông cửa, Lâm Phù Ngân đã nghe thấy tiếng của con chó làm thế nào. Con chó này giỏi đấy, luôn có thể ngửi được mùi của ai chúng ta. Anh ấn chuông cửa. Tôi cũng có thể, Đình Tế nhỏ giọng nói. Lâm Phù Ngân nhìn cậu cong khóe môi. Nếu như ngửi cậu cũng có thể. Khóe cửa kêu lên một tiếng, Đình Tế ngang chóng ngầm miệng. Lâm Trạm hé ra một khe cửa, con chó chen qua chân anh chạy ra ngoài, vừa điên cuồng vẫy đuôi nhào vào chân hai người, vừa kêu như sắp khóc. Nhìn nó này. Lâm Trạm mở cửa xoay về phòng khách. Anh có ngược đãi nó sao?
Ngược đái tới mức béo như thế này cũng không dễ. Đỉnh thế bế con chó lên ước lượng. Béo quá rồi, anh nuôi cách nào vậy? Ăn rồi ngủ ấy mà. Lâm Chàm đáp, giống y cậu. Đỉnh tế nhìn qua Lâm Vô Ngân. Được rồi, Lâm Vô Ngân cũng gật đầu. Hôm nay trạng thái của Lâm Chàm có vẻ tốt hơn mấy ngày trước khi anh tới, còn rót nước trái cây cho bọn họ. Khi Đỉnh tế đi chọc chó, Lâm Vô Ngân muốn tìm một đề tài nào đó nói với Lâm Chàm mấy câu, nhưng lại cảm thấy không cần thiết. Khi còn bé anh ở chung với Lâm Chàm, một ngày cũng không nói được mấy câu, nếu như so sánh Đỉnh tế tự nhiên hơn anh nhiều. Nước trái cây này là hỗn hợp à? Đỉnh tế vừa chọc chó vừa nói. Anh Miêu nói anh đun nước còn có thể làm cháy luôn cả nồi, không ngờ anh còn có thể làm được cái này. Anh đun nước cháy nồi khi nào? Lâm Chàm hỏi. Hình dung quá lố, có lẽ là chỉ muốn nói anh không biết đun nước thôi. Đỉnh tế cũng sửa lời. Có máy lọc nước tại sao còn phải đun nước sôi? Lâm Chàm cũng hỏi lại, khẩn cứng miệng. Nước trái cây này cũng không phải anh làm. Lâm Trạm ngồi xuống sofa cầm cái notebook mở ra, bạn trai của Đàm Duy Vũ làm. Nghe cái tên này giống như con trai, trong lòng Lâm Vô Ngân đột nhiên dậy sóng. Đỉnh tế quay đầu qua, Đàm Duy Vũ là ai ạ? À? Lần đầu tiên hai đứa gặp anh có hai người đàn ông, một là Miêu, một người còn lại là Đàm Duy Vũ. Lâm Trạm cũng rất bình tĩnh. Hả? Đỉnh tế sửng sốt, anh ta cũng... Lâm Trạm đang cúi đầu nhìn notebook, nghe thấy lời này của cậu ngẩng đầu lên. Lâm Vô Ngân bị dọa nhảy dựng. Anh còn chưa chắc chắn Đình Tế có muốn để Lâm Trạm biết chuyện này hay không. Mấy ngày này liên tiếp mấy lần quả thực sống như bon liên hoàn. Anh vội vàng ngồi xuống gõ gõ bàn. Làm thế nào? Quay ra chỗ tao này, tao cho mày ăn kẹo. Lúc này Đình Tế mới hồi thần, cảm giác được lời bản thân nói không trọn vẹn, không nói tiếp nữa, lúng túng quay đầu nhìn con chó. Cũng may lúc này điện thoại của Lâm Vô Ngân lại vang lên. Anh lấy điện thoại ra nhìn, là số điện thoại lạ. Ai đó? Đình Tế hỏi. Không biết, chưa từng lưu số này. Lâm Vô Ngân do dự ấn nghe, xin chào. Ừ, bên kia chuyển tới một giọng nữ. Em và Đình Tế đang ở đâu? Ở trường hả? Lâm Vô Ngân nhận ra đây là Điêu Trấn. Em không ở trường, muộn mới về. Về là được, Điêu Trấn nói buổi tối câu lạc bộ có hoạt động, nhớ tới nhé. Buổi tối... Lâm Vô Ngân vẫy tay với Đình Tế, mấy giờ? Đình Tế ghé qua áp tai lên điện thoại nghe. 10 giờ, Điêu Trấn nói phòng tài liệu bên cạnh sân vận động ấy, biết chưa? Lâm Vô Ngân nhìn Đình Tế gật đầu. Rõ rồi ạ, à? Lâm Vô Ngân trả lời. Gian phòng trống ngay cuối dãy phòng thiết bị, chỗ ở ấy. Điêu Trấn nói, Đình Tế quay đầu qua, ánh mắt có chút kinh ngạc khẽ nói. Thân mẹ nó, đó là kho phải không? Nhà kho. Lâm Vô Ngân hỏi, đừng có bới móp như vậy. Điều Trần nói hoạt động hôm nay không nhiều người cho nên gần tới lúc mới mượn. Vậy bình thường hoạt động ở đâu? Lâm Vô Ngân cũng không nhìn được hỏi một câu. Không nhất định có một chỗ riêng. Điều Trần nói, được rồi, đừng lại nhảy nữa, 10 giờ tối ở kho. Đến đúng giờ câu lạc bộ đón người mới tới, thành viên mới không thể vắng. Em biết rồi. Lâm Vô Ngân tắt máy nhìn Đình Tế. Đình Tế cũng nhìn anh qua một lát mới nói. Đây không phải là câu lạc bộ đen đấy chứ? Câu lạc bộ đen này không đính chính chúng ta đấy chứ?